chạy kìa. Mạnh đi không? Mạnh lên không? Mạnh năm người ông Mạnh ơi, lên ông không? chạy mạnh năm người, ông chạy mạnh luôn một vòng luôn thôi. Rồi Tịnh Biên mình xin kính chào quý ông bà cô bác, xin kính chào quý vị khán giả. Thì hôm nay Tịnh Biên mình một lần nữa đến cái ngôi miếu của ông Tà. Thì ông Tà nằm ở ngoài đồng đây cả nhà ơi. Thì mình đi cái đoạn đường đi cũng vô được tới trong này rồi. Thì bây giờ mình quay đi một lần nữa là mình trở lại để khám phá sự linh thiêng của ông Tà. Thì hồi trước kia đó mình có xin cái và mình dựng cái quả trứng đứng luôn và cái nhang cũng xây luôn. Thì bây giờ thì hôm nay là mình đi cùng với em Nhân. Thì bây giờ mình sẽ vào bên trong, thì em Nhân đi vào bên trong trước rồi. Thì để mình vào bên trong rồi mình cùng với em Nhân để cho em Nhân dựng cái quả trứng. Thì hôm nay là một lần nữa mình chia sẻ lại cái sự linh thiêng của ông Tà cho cả nhà cùng xem. Thì để mình đi vào bên trong nghe cả nhà. Thì bây giờ em dựng đi, bây giờ mình tới bên trong này cả nhà ơi. Thì em Nhân đã làm xong những cái thủ tục lễ hết rồi. Thì bây giờ để em Nhân tiến hành dựng quả trứng. Rồi, bây giờ mình sẽ dựng thử nha cả nhà. Tại vì bây giờ thì cũng tùy theo tay thôi cả nhà. Tùy theo tay thôi. Thì con hôm nay con cũng xin phép ông Tà, nếu như anh em con có điều gì đó mà sai trái thì cũng mong ông cộng lượng bỏ tha thứ bỏ qua nha. Thì cho anh em con xin phép dựng cái quả trứng này đứng. Anh em con trải nghiệm thử ông có thực sự có linh thiêng không. Dạ, bây giờ con xin phép dựng. Tại sao đứng nghiêng giống bữa đó kìa, Thầy Tà ơi, đứng nghiêng giống bữa luôn kìa, phải nghiêng không? nghiêng 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 đứng nghiêng nữa rồi, đứng nghiêng cả nhà ơi, quả trứng đứng luôn rồi cả nhà ơi. Đứng nghiêng giống bữa gì rồi. Ừ. Nghiêng không? Nghiêng không? Anh nhìn kỹ anh nghiêng không? Không không, đang thấy đứng sững luôn rồi, Nghiêng 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 nghiêng. nghiêng hơi tí à. Ừ. Quá trình này để em lấy ông Tà đi. đây đây dán Tà đi, Tà qua quá linh nè. Rồi, con xin cảm ơn ông. Ê, ơi, hồi nãy em thấy rượu nằm ở trong cái cuốn họng của ông Tạ là không có chảy ra. Yeah. Ừ, đang về coi clip rồi, bây giờ thấy em thấy chảy ra kìa. Anh hồi nãy em có xé trái cây gì không? Không. Anh lấy trái cây ra đi, mời ông đi, thử dùng Thì trước mời mời em rồi. đi. Mày có nhà. Rồi bây giờ là tới bây giờ em sẽ thử dùng cái nhang lên ha. Thì bây giờ để em Nhân sẽ để cái nhang lên cho Đó, mình quay ông cận cảnh ha cả Tà nhà. cả nhà ơi. Đó, mình quay cận cảnh nha. À, thật sự là không có chiêu trò gì cho nghe cả nhà, không có keo hay là bọng gì hết ha. Thì cả nhà thấy rồi đó. Mình quay cận cảnh sát luôn đó. Rồi. Thì con xin phép con thỉnh ông một cái nhang nha ông Tà. À, nếu thật sự mà ông có linh thiêng á, cho con đặt cái chân nhang này lên. À, ông xây cho anh em con biết ha. Rồi, ngã luôn. Anh cầm giùm em ơi. Không được Em rồi, đặt lại. thực phẩm xin dựng được thì để lên cũng ngã xuống, rồi ngã xuống Cho con xin dựng lại không? để lại xin ổng ổng không cho luôn á, chuyến trước á. Dạ. Yeah. Ừ, ổng cho dựng lại luôn á.
Muốn đứng ra. Ông Tài, có linh thiêng ông cho con dựng lần nữa nha. Không được thôi em ơi, không được thôi đi em ơi. Ông không cho rồi thôi đi. Cho con xin thử cái con xin lửa nhau. Gió tới luôn anh. À, đợi xíu. À, con xin mời ông dùng với anh em con trái cây nha. Em lấy trứng này kìa. Lưới ít nhẹp. Ôi cái chân đau ngồi không được. Bởi dựng một lần, đứng một lần hả anh? Ừ. Rồi đẩy chân ngang lên ngã hả? Ngã xuống rồi để lần xin xin dữ lắm đó, xin lần thứ hai không bao giờ được luôn. Không cho. Ông ơi cho con xin lần nữa nha. Cho nên con biết sự linh ứng của ông nào. Em cho con dựng chân ngang lên. Cho thử anh tay nữa. Giờ tới mình giờ đổi tay cả nhà ơi. Giờ để tình biên mình sẽ dựng cái quả trứng cả nhà ơi. Mô Di Phật ông ơi, ông về cho con dựng được cái quả trứng đứng, đặng con chia sẻ cho cả nhà cùng xem sự linh ứng của ông đó ông Tà ơi. Mô Di Phật, Mô Di Phật. Độ cho con đi ông Tà ơi, cái tay vô anh dung quá. Không. Rồi cho con đi ông Tà ơi, cho con dựng đứng cho cả nhà xem sự linh đứng của ông Tà ơi. Để em với anh hai người cùng dựng đi. Để em xin ông ơi. Ông ơi cho con xin ông dựng nha. Không được thôi em ơi, ông không cho rồi em ơi, dựng không được thì cả nhà ơi. Giờ để em nhăn em dựng đi.
đứng rồi đó. Ôi, vậy ông cho lại. Nghiêng nữa rồi kìa, chứng nghiêng nữa. Chứng nghiêng nữa rồi kìa. Hên quá, không biết cho... em dựng cái này lên có ngã nữa không? Ông cho đứng rồi cả nhà ơi. Ông ơi, cho con anh em con xin một lần nữa nha, con dựng lên nha. Nếu không có linh thiêng ông. Đừng cho ngã ông ơi. Đừng cho ngã nha. Thôi ông xây nhang đi ông ơi. Ông ơi, em xây giùm con anh em con. Ông kìa, ơi kìa, ông xây. Ông xây nhang đi ông ơi. Ông xây đi ông. Ông xây cho anh em con thấy đi ông. Ông xây đi cho cả nhà xem sự linh đính của ông quá ông Tài ơi. Ông Tài ơi. Xây nhang đi ông Tài ơi, em xây đi ông Tài ơi. Đó đó, xây đó em. Ừ. Em xây qua một vòng đi ông Tài ơi. Không lên thiên xây không? Ơ đó. Ông xây kìa, ông xây kìa. Ừ. Rồi dính đó luôn rồi. Ơ kìa này. Đó. Không ngã luôn anh. Rồi. Tại vì nằm meo quá đó. Ừ. Để em nhìn lại nha. Meo quá. Ông ơi cho con xin lại lần nữa nha ông. Ông đừng có chọc rớt ông ơi. Ông linh quá. Ông quá linh nè. Thôi tay em rung kìa. Thấy sự ôi đụng trứng không ngã luôn anh ơi. Thấy sự linh đứng của ổng cái tay rung luôn kìa. Đụng trứng không ngã luôn kìa. Trứng không ngã luôn. Kìa. Ông bật lên đi ông bật lên đi ông. Ông xây qua một vòng nữa đi ông. Ông ơi ông xây một vòng cho cả nhà xem ông ơi. Sự linh đứng của ông đó ông ơi. Ông xây qua một vòng đi ông ơi. Nhưng thật sự ông có linh thiêng à, ông xây cho anh em con xin một vòng nữa rồi anh em con xin phép về nha ông. Kỳ nhất đó anh. Ừ. Ông xây một vòng thật mạnh đi ông. Ông xây một vòng thật mạnh đi rồi anh em con xin phép về luôn. Đó. Xây kìa. Mạnh đi ông, mạnh lên ông. Mạnh ông ơi, ông xây mạnh ông ơi. Ông xây mạnh luôn một vòng luôn ông ơi. Xây mạnh ông. Xây một vòng luôn ông ơi. Ông xây mạnh ông ơi, ông xây mạnh ông ơi. Cái chân kia dính dưới gạch này. Ông xây được đâu. Ông xây cho anh em con vòng bự mạnh đi ông ơi. Rồi anh em con về luôn ông ơi. Ông bật lên đi ông. Chắc đụng ở dưới rồi này. Đụng rồi kìa, nó đụng đầu này đó. Con xin phép con đặt lại nha. Giờ cái nhang lên đi, giờ nhang đi. Hỏng đó lên mới xây được. Kìa. Không ngã luôn kìa anh à. Không ngã trứng luôn kìa. Rồi. Ông xây đi ông. Ông xây vòng đi ông ơi. À, ông xây một vòng thật mạnh đi rồi anh em con xin phép về luôn ông ơi. Xây đi ông ơi, xây đi ông ơi, xây ông ơi. Ông xây mạnh đi ông. Xây ông ơi. Xây mạnh. Ông xin phép ông xây thiệt mạnh nha. Con xây một vòng thật mạnh đi ông Tạ ơi cho quý ông bà con cô bác xem sự linh đứng của ông đó ông Tạ ơi. Xây nhang đi ông ơi. Cho con mở ông hút cái thuốc nữa không? Ông xây nhang đi ông ơi. Con xây cho anh em con vòng đi ông. Xây nhang đi ông ơi. Ông nghỉ xây rồi đó. Thôi bây giờ anh em con thành thật xin cảm ơn rất là nhiều. Ông xây một vòng đi, nhúng nhích liền anh. Ông xây một vòng đi rồi anh em con về thiệt luôn á. Lần sau anh em con có tới thì anh em con mua đồ cúng cho ông ha. Ủa cái tàn thuốc đó. Cái tàn thuốc cái trên tàn thuốc nó dính từ hồi nào tới giờ á. Rớt xuống á. Giờ ông xây ông nhích xây nhích miếng đi ông Tài. Nhích miếng đi cho con thấy được cái sự linh đính của ông đi ông Tài. Ông xây một vòng đi ông.
Thì bây giờ ông không chịu xây nữa rồi cả nhà ơi. Nhưng nhất thì bây giờ ông không chịu xây rồi cả nhà ơi. Thôi lấy súng đi em ơi. Bây giờ ông không xây rồi. Chắc ông xây nữa rồi. À, ông không chịu xây đâu. Xây là ông xây nãy giờ rồi. Ông xây cho anh em con. Ông xây một vòng đi không? Ông xem vòng mạnh đi cho cô bác biết ông Linh Thiên thôi. Rồi anh em con về luôn ơi. Ông say nữa rồi. Ok đâu, dễ gì. Bữa nay em dựng lại mà được là hên dữ lắm rồi đó. Ừ. Bữa hổm là dựng một lần một à. Lần thứ hai là không có dựng được đâu. Bữa nay dựng được là ông cho là hên. Kìa. Thôi vậy thôi, mình xin phép thôi cả nhà. Con xin phép ông, anh em con xin về nha. Dạ cảm ơn ông xây vậy là con anh em con cũng cảm biết ơn ông rồi. Cảm ơn ông rất là nhiều. Thì đây cả nhà cũng biết cái sự linh thiêng của ông ở đây rồi đó ông Tài ơi. Thì thôi cả nhà ơi, bây giờ tỉnh biên mình cũng xin dừng video đây luôn cả nhà ơi. Dạ, xin chào và hẹn gặp lại cả nhà trong video theo nha. Cảm ơn cả nhà đã xem hết video nha. Xin chào cả nhà và hẹn cả nhà lại trong video tiếp theo.